Rồi, hello, chào các bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay mình đi gửi hàng các bạn Z-Max 45 Z-Max nè, chổi nè, máy bơm ở trong chổi các bạn, máy bơm với đĩa sủi oxy, một thùng sứ thanh và ba ki, gửi về Phan Thiết các bạn. Ngày hôm nay lên khá là nhiều đơn hàng nên mình quay lại mình chia sẻ với các bạn là những mặt hàng mình có cung cấp cho vật tư hồ cá coi nha. Các bạn nào cần thì coi clip tiếp theo để coi, xem hết clip để coi những mặt hàng mình đang bán. Rồi bây giờ mình nào đợi xe qua kia ngồi uống cà phê đó. Rồi xe tới rồi bạn. Đang ôm 10 kg cám vô chùa các bạn. Này giờ mình đi giao 10 kg cám cho thầy chùa hôm bữa mình có làm clip rồi đó. Chùa Phước Hội Bà Rịa các bạn. Ây da nặng quá. Ná thở. Thầy đang đứng chờ. Rồi mới giao cám xong chạy về nhà các bạn. Chạy về nhà nhân viên đó, thằng em nó làm xong 2 đơn nữa rồi. Đơn trong này về 2 đơn này đều về Bình Dương các bạn. Đơn về Thủ Thiêm 1, một đơn về quốc lộ 1K. Cái này là 3 cái sủi bông mai, sủi oxy các bạn, với là một hũ thuốc tím. Còn bên này là chổi Z-Max, máy bơm Feriha BB 10.000, hút mặt. Rồi tùm lum hết nhiều thứ nhưng mà nhỏ xong rồi. Mình đóng ở trong đó. Rồi mình mới về đá Long Vũ dạo dưới la ba ki các bạn. Dạo này ba ki mọi người hay sử dụng đá Long Vũ lắm. Cái chất đá nó nhẹ, nó rộng xốp cũng cao. Nó chứa vi sinh cũng ok lắm nên mình nhập về nhiều để cho mọi người lấy cho nó dễ á. Với lại khi mình nhập được nhiều số lượng nhiều thì giá thành nó rẻ. Thấy trên kia người ta bán 40.000 ký các bạn. Mình nhập về mình bán có 22.000 một ký thôi. Nói chung là nhập được nhiều thì được giá tốt hơn. Rồi bây giờ mình cho đi giao hai cái đơn này trước đã. Xe 11 giờ xe Nam Việt các bạn. Các bạn mới gói thêm xong một mớ hàng chổi nè, bút BH, thuốc nè, máy thổi luồng nè, hai máy thổi luồng nè, máy bơm bên này, máy bơm BB 14.000, bên này là 10 cái cám xe tải năm các bạn. Giờ gói xong này mình giao cho bưu điện nha. Các bạn đang rảnh rảnh cái bắt 10 em cá ra cho em khách ở Bình Dương coi các bạn. Cần 10 con cá nên mình cũng vớt ra 10 con này đưa cho em đó xem. Bây giờ sẵn tiện vớt ra xem thì mình quay cho các bạn xem thôi. Có mấy em cũng rất là đẹp. Cá này xa từ 25 tới 30 các bạn, cũng khá là to. Có em này nhỏ nè các bạn. Rồi các bạn, bây giờ 3 giờ sáng mình mới ngủ bật cái con báo thức dậy các bạn. Hàng mới hàng rồi tối mới về thêm không ít gì mắc. Giờ mình đang ra bắt cá gửi về đơn này là về Rạch Giá Kiên Giang các bạn. Anh khách này anh chọn 4 con Siro, Benigoy và Matsuba, với lại con gì tên gì Hawaki gì đó quên tên nữa các bạn. Size từ 25 tới 30 các bạn. Lô này mình dưỡng khá là lâu rồi, mình dưỡng 2-3 tháng gì. Giờ mình là đóng oxy ra đi gửi. Sáng ngủ dậy nói không nổi các bạn. Các bạn vừa mới đóng thùng rồi xong đội binh đóng cho xong rồi.
bây giờ mình chở ra giao các bạn. Ra ngồi cà phê các bạn. Hồi nãy xe Kiên Giang mà nó xe đi rạch sỏi, gửi không được. Bây giờ mình có nhắn cho khách là đem về bỏ vô thùng lại rồi chiều gửi xe nhận khuya. Nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ chẳng hình như xe Kiên Giang mình qua gửi Phương Trang cũng được, tại Phương Trang nó có đảm bảo với mình là trong vòng 24 tiếng xe giao. Nên lát nữa mình sẽ qua gửi cái thùng này cho xe Phương Trang. Sẵn tiện mình thấy cái xe kia nó chở hải sản, như bạn thấy không? Nó có cái thùng combo xích mà rất là nhiều người hay dùng để nuôi cá. Đây các bạn. Đó các bạn thấy cái thùng combo xích không? Nó nằm trên chiếc xe luôn. Rồi về nhà các bạn. Buồn ngủ quá chừng buồn ngủ luôn. Rồi dậy sớm quá nó mệt. Hôm nay mình chia sẻ với bạn clip mình ship mấy em cá với ít vật liệu đồ ngày hôm qua thôi nha. Cứ lâu lâu mình lại làm một clip và chia sẻ hết một ngày làm việc của mình, gửi cá đồ với lại vật liệu lọc máy móc. Bạn có cần thì ủng hộ mình, liên hệ qua Zalo tụi mình 0979 938 298 nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Rồi chào tất cả các bạn.